Chú chào mấy chị em nhá. Đi đâu đấy bà? Đi sang bà ngoại á? Ui, một thằng dốc này. Cách khoảng gần 3 cây số. Xe đi sang nhà bà ngoại làm gì đấy xe? Ôi giời. Cháu bà với cháu xe đang ghé vào phòng tập. Mô đi thăm bà. Bà sao không đi được kìa? À, chỉ mưa thôi. Nếp của nhà trẻ đúng rồi. Nếp của nhà trẻ đúng rồi. Đúng rồi. Anh nhà trẻ bỏ. Anh nhà chú ấy đúng rồi. Ờ. Chú ấy đúng rồi bỏ. Để chú ấy tụi nhau chế thì tại em một thử à. Các bác thân mến, chào mừng các bác đã đến với video tiếp theo trên kênh Cao Nguyên Đá. Hiện tại thì cháu Quân đang đi vào nhà của 6 chị em một côi bố ở dưới hùm các bác ạ. Ngày hôm nay trời cũng mưa ấy, cháu Quân cũng không biết là các cháu ở nhà làm gì. Cũng tranh thủ đi vào xóm để chia sẻ cuộc sống của các cháu. Mấy chị em đây các bác. Chú chào mấy chị em nhá. Đi đâu đấy bà? Đi sang bà ngoại á? Đi sang bà ngoại làm gì? Đi thăm thôi à? À, các bác ngày hôm nay cháu Quân vào thì đang gặp các cháu đi sang nhà bà ngoại. Có ai ở nhà ông bà bây giờ ấy? Không có ai ở nhà rồi á? Đi bộ đi thôi à? Thế thì cháu Quân theo các cháu thì các bác đi sang nhà bà ngoại các cháu xem nhà bà ngoại các cháu ở bên đấy như nào. Đấy, chị em là bà là bé em nhỏ. Có cái xe. Đấy, còn Mai là nó có cái xe, có cái mẹ. Nó có cái mẹ. Áo mưa với à, cái ô nữa. Có cái mẹ ấy chị tưởng là tôi là. Thế chở đâu rồi bà? À chở đi. Nhảy lấy ra lơ.
Đây rau lợn à? Phải. Hả? Phải. Trời thì không ở nhà, không đi theo. Một thằng dốc này. Các bác ạ, từ nhà các cháu ấy, đi sang nhà bà ngoại thì cũng hơi xa. Đi bộ thì cách khoảng 2 đến 3 cây, gần 3 cây. Gần 3 cây số. Đấy, ngô trên này thì bây giờ cũng ra hoa rồi. Say đi sang nhà bà ngoại làm gì đấy say? Ôi giời. Bà Mai, nhà bà ngoại làm gì à? Đấy. Không làm gì à? Đây các bác ạ, đi từ dưới kia lên trên này hơi dốc, nên lên trên này cũng gần 5 phút đồng hồ rồi. Say, say ơi, say, say chào con bà đi. Chào các bà. Say con tay bà, cháu chào. Chào chào các bà. Đúng rồi. Các em các chị. Đúng rồi, hôm nay say giỏi quá. Say đi xìm mũi đi. Xóa lên chưa?
Xây đi sang bên kia nào, xây đi một bên rồi. Cháu Bà với cháu Xây đang ghé vào tập hóa các bác ạ. Không biết là hai chị em định mua gì để đi thăm bà đấy. Mua sang nhà bà. À. Mua đi thăm bà. À. Nhà bà có cháu nhỏ. Có. Có cháu nhỏ sang cháu mua đi á. À. Mua sang cho cháu. À. Cho cháu của bà. À. Thế bà lấy tiền đâu ra mua? À, hôm qua đi bán cá bò xít tiền. À, không. Hôm qua bà đi bán con bò xít được bao nhiêu nghìn? Được 20. 20 nghìn, xong hôm nay mua bánh đi thăm bà. À, thế bao nhiêu lâu cháu không đi sang thăm bà rồi? Một tuần. Một tuần á? À, trước là một tuần trước là cháu đi sang nhà bà làm gì? Đi thăm bà. Đi hồ thu cây lanh á? Các bác, hôm nay cháu bà mấy chị em cháu bà đi thăm nhà bà ngoại, cũng có mua một ít bánh kẹo. Bà có bảo là đi thăm bà, nhà bà thì cũng có cháu sang bên đấy thì mua ít mà. Kẹo. Dạ đã thấy cái mất chưa ăn thỏ rồi. Nếu như thì tổ chức điện đi á thì giá sẽ cắt tay xa để ăn một tạc kê á. Ở ta khác mất trẻ à? Chú chê mất trẻ ta chết mất trẻ chê em chị. Đủ là nạt đủ. Đi xây. Đó là chưa mà. Chị bà vào đi nhanh lên kìa. Đó chưa. Này là theo các chị ấy, đi sang nhà bà. Không biết là các cháu đi sang nhà bà làm gì đó. Cháu bà ông bảo là đi sang nhà bà thăm bà thôi. Xây như không muốn đi. Chú đi trước nha, chú không đợi say đâu. Chú người ta bắt cóc đấy. Say không đi. Say không đi rồi, say. Bà say không đi rồi kìa.
chỉ mưa thôi. Ơ chỉ tớ nê tớ. Ơ tớ không cho phải tớ. Mẹ. Tớ phải là chỉ sang mẹ nhé nha. Nếu tớ phải tớ nhé. Chị ổ lếp chỉ mở cháy chỉ chán đâu mà. Đâu rồi mà, đâu rồi mà. Nhớ chờ một chỗ cháy tớ nhé. Cái kia. Phải không mình đi à bà? Thế sao nay không cho say ở nhà với ông bà? Say không ở. Say không ở á? Say ở đời đi theo. Đấy, bà đi sang thăm bà ngoại và đến dưới đường khóc rồi. Bỏ chứ. Lâu tỏa nhà tôi mua với bọn nhắn hoa là đi chưa có nhà tôi mua với bọn nhắn hoa hai cái ăn chứ đã mà ăn xíu lần nữa dọn chứ em để không cho xong chứ chứ nè nè nó cho nước quá chú 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 khó chú khó nói chuyện với mình nói chuyện 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 mẹ muốn à, ông mà thế à? Thế này bà không mua kẹo cho say à? À, tí nữa về thì mua. À, tí nữa mua về thì mới mua. Tí nữa các cháu về luôn gì? À. Say không khóc nha. Thì nó ô hàng xóm bắt đi nha. Ta nó lại thấy bố ra mất nè. Ra cho khuôn. Để tôi nhớ nó tập cái chân nha. Mẹ mẹ. Chờ chờ. Mình đứng một chút à. Chờ. Mẹ đã hỏi mẹ.
Sai không muốn đi à? Sai. Sai không muốn đi hay như nào? Anh muốn sai thì đi con đi. Dạ, chân em. Mai. Sai không muốn đi hay như nào? Sai muốn ăn kẹo rồi á? Thế là bà lấy cho Sai một cái kẹo. Nào, tôi biết đó là tham ở xa. À, bà lấy cho Sai, Sai không ăn. Chỉ nào mà sao? Sai làm sao đấy Sai? Nào, cái gì vô chứ không? Đấy, chị cho kẹo rồi kìa. Ôi, ơ, chị có rồi, không có rồi. Nào, khả chứ nào. Hay là cho Sai cầm, tôi Sai cầm đi cho bà. Nào, ôi kìa, đứa chị ca đấy rồi. Không phải. Biết là Sai đang muốn cái gì? Muốn ăn kẹo hay là không muốn đi? Xe nhá. Nà, khá đi. Nà, mấy đứa khá chứ quá chứ. Chứ có nó chứ bé mà mỗi chị tôi là nà tôi là một chị chẳng tài nà. Nào. À, muốn ăn cái bánh à? Đi đi xe. Ở đây tí nữa ông hàng xóm bắt đi nhá. Ông mong bắt đi nhá. Bây giờ thì cũng gần đến nửa đường các bác ạ, đi qua mấy cái nhà bên kia thì đến cái khe núi tít bên kia. Nói số can chứ đấy. Thầy bò. Còn trên nào à? Ừ. Tôi phải phái khẩu bọn nó à? Mua lửa, thân tải, thân tải đi. Thân tải ra mà. À, chưa cho em à? Tôi xa tội nhỉ? Lót bộ xảy đấy tôi. Ây da. Là tiền. Đó là sao? Chê. Đang cố kéo cái tay bên kia của bỏ ra. Nè. Thật ra là Sai muốn ăn bánh. Sai, sao nãy Sai khóc? Bà không cho ăn bánh à? Hả? Hay như nào? Được cái bánh là im. Bà là đang nãy là đang mua cái bánh kìa. Đi sang để thăm bà. Nên là không chia cho các em. Bà không có bảo là tí nữa về thì mới mua. Đi nhanh nhá, Sai nhá, chú không đợi Sai đâu nhá. Ngày hôm qua mưa ấy các bác, nên là đường đang ướt rồi.
Anh ơi, cũng được. Anh chị vào cái tài. Ngay bên trên này là đang có hai em nhỏ đang đi cắt cỏ. Đấy, rất là nhỏ tuổi luôn. Cắt cỏ, mấy bó cỏ rất là to. Nếu để lắm phải không? Đi một hàng thôi nào, đi một bên thôi. Đi bên tay phải thôi nào. Mấy hôm nay mưa ấy. Ở đây là có nước chảy rồi. Các bác ạ, đi hết qua cái hùm dưới này, đi tít sang bên kia. Rất là xa. Xe lại không muốn đi rồi à? Bây giờ đi đến là nửa đường. Xe lại đòi cái gì đấy xe? Chả khó là một chuyện. Xe bảo cái gì đấy chở? À. Hả? Nãy em phó là được xây chia cho một miếng bánh đấy, xong rồi phó đưa cho Mai, xong giờ xây rồi cái chỗ bánh đấy, phải không bà? Phải. Xây chia cho em rồi mà, chia cho em phó rồi mà. Không, không là một chuẩn. Xem chỉ chào luôn mà giống anh đó. Xây là chỉ chia cho phó này, chỉ chia cho cậu em út thôi. Thế còn các chị là xây không ai chia cho đâu. À, mẹ mẹ, tôi mau tạm hợp ra, mẹ mẹ sẽ tạo. Anh chạy cho ta một chút. Chị khô tụi mẹ. Chị khô này hả? Ai ở mẹ đâu mẹ hả lỡ? Mẹ! Chị khô này hả? Mẹ hả lỡ? Mẹ hả lỡ? Mẹ! Chị khô này hả? Ông là chê? Mẹ hả lỡ? Mẹ hả lỡ? Chó xong hả? Mẹ hả lỡ? Mẹ! Chả thế nào? Mẹ nó mẹ phải lo. Mẹ nó mẹ phải lo. Mẹ nó mẹ phải lo.
chơi trên trên. Bé ra là gì? Chơi đi hạt quên. Chị con à, sai đang nhúng chị, đang làm nhúng chị. Bây giờ nhà cô à xin. Giờ cùng cô và ta thắp thắp lao lo ý gì mà, ý gì mà coi đó chị tôi. Anh, bây giờ muốn chơi 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 chơi. Có ít gì ta được khái vừa tên thẻ ta chú. Chú có ít gì chú lỗ mày như đó nào mà mày. Chú có chú không có chú 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 chú. Đấy, các bác ạ, đi đến đây là thấy nhà bà các cháu rồi. Nhà bà các cháu là ngay bên kia. Xây vừa đi vừa càng nhiều. Làm núm chị. Đây các bạn sắp đến là nhà bà ngoại các cháu rồi. Ở ngay bên kia cũng có một cái nhà đá rất là đẹp. Đấy, xây là đuổi theo bà hai chị em. Ta vừa đi vừa phải đợi em. Xe đi nhanh mà xe. Đấy, đến nhà bà ngoại của các cháu rồi. Nó vừa nhát chè tú rồi. Tú giờ anh nhát chè vào. Anh nhát chú ấy tú rồi.
ờ chú ấy tủ gì à bố ủa để chú ấy tủ nhau chế thì tám một thứ à chú ấy tủ số thì tám một thứ à đang mù mẹ có phải đủ à à vô có thai thôi hả vô có thai đâu ta chế chú ta tủ nóng tụ lò lò mà ờ ông chẳng muốn nhập coi tôi chưa nhảy tay nào nhảy tay lái nhiều có cái chuyện nhảy tay rồi nhảy tay mà đây đó ông nhảy tay mà cho chi à ờ nhảy tay cho chia thế à cho toàn đấy ờ thế anh làm nhiều quá rồi ờ vui sáng các cô à bà ở đây bà ngoài à? Ngoài hả? Bà ngoài hay như nào? Bà ngoài như nào nào? Đây có phải bà ngoài của bà không? Không, không phải á? Bà cụ à? À? Bà ngoài đi đâu rồi? Bà ngoài đi cho phân à, đi bón phân đi bón phân đạm. Anh cháu có cô ạ. Đấy, nhà bà ngoại là cũng có hai đứa cháu bé. Cháu này là chắc cũng được mấy tháng tuổi rồi. Bà đang hỏi là các cháu sang đây làm gì? Tại ta chỉ đọc thảo chế tới rồi, ị bộ. Hả? Cảm cho chị nhà làm món tây cho mình con cho con tối thứ nhà cho nó nè ít trả hết cái đồ nếu chơi bà đang ăn cơm à. Nhà bà bị rột à bà phải à. Trong nhà cũng rất là ướt có bố có bố bà à. Bố bà có mẹ biết tôi chuẩn nè à sao đi đâu mà làm trả về mưa chưa có nhà bà ngoại các cháu là cũng rất là khó khăn bà nhà bà là cậu tự làm mà hay như nào hay được xã hỗ trợ xã hỗ trợ à, xã hỗ trợ là xây nhà như là hỗ trợ gạch với là láng cái nền nhà à. À, xe, ở bên này là vẫn còn là cái tường bằng gỗ các bác nó vừa biết đoạn tôi mà cháu Pa cũng bảo là được xã hỗ trợ cũng không biết như nào nhà này cũng khá là lâu rồi. À, bây giờ bé muốn chuyển tay to à? Ờ, bé chuyển tay cho chi à? Ờ, bé chuyển từ tay lò bé mà lò. À, đang bảo là đi sang
đi xem mà trông nương của nhà bà ấy là thấy bà ngoại không. Bên này là cũng kéo điện rồi các bác ạ. Ủa bà chẳng biết tôi đi xe tông á. Không có nguồn nước đâu. Bé trẻ rồi. Mang nước mái nhà về trong cái tên nước nhỏ nhỏ để làm nước sinh hoạt thôi. Nó từ nào? Cá tông à, chị lấy. Và đóng cửa. Cái cụ rong điền ở trên vùng cao bây giờ cũng lớn bằng này các bác ạ. Hả? Xây vừa đi là vừa tìm con bò xít. Thấy cái cây bí ấy. Cây rau bí là mấy chị em đi, vừa đi đường là vừa ngó bắt con bò xít. Ở ngay bên kia là cũng có một cái nhà đá rất là đẹp. Chị Giòn xin lỗi tài anh cho xin cho chậm lại nhé. Bà đường này là mở đi đâu đấy bà? Đường này là đi chùa Phà. Đi chùa Phà à. Người ta mới mở phải không? Ô bà bố chị ạ. Bà ngoại các cháu là đang đi xem nương trên này rồi. Nó quá chị tu. Bà đang đi bón phân đạm. Phân đạm đây. Mấy đứa cháu, đây là mấy đứa cháu nhà bà phải không? Phải. Đại ca cho xin à. Đại ca cho tà chứ. Cái nhà đá kìa. Nhưng hôm nay nhà đấy là có khách đó. Học quân cũng thấy ở trong nhà nói chuyện cũng khá là đông. Nhà bên đấy là nhà của ai đấy bà? Nhà của... Bà có biết không? Không biết à? Bà đang bón phân đạm ở trên này. Cây ngô là bây giờ mới bắt đầu chuẩn bị ra hoa thôi. Đấy, bón phân vào để mấy nữa nó có bắp các bác ạ. Bà ngoại các cháu chơi bò. À, tôi là mi bông nè. Bông cá thôi. Chết tôi lát xe kia. Con này quá gì à? Con này nhớ chê à? À, ta ăn được đợt tay nè. Hả? Ra đây mi chú nhìn đợt tay nè. Đợt này. Nó cho tà nha này tà.
biết đâu ta thấy con nên đá cái à. Con làm đậu nữa. Con thích thì con làm đậu. Mì gì đâu? Mì á? Mì điêu này gần như ta sẽ lấy mà. Nó người ta sẽ lấy mà. Ta sẽ tháo được. Là nhà cứ hàn. Nà tôi lấy tiếp này. Lúc đó là mình về mới tí. À để cho mình chị. Nó chưa cả các bạn, đây mới là bà ngoại của các cháu. Ngày hôm trước cháu con cũng có gặp bà ngoại của các cháu ở trong nhà các cháu ấy. Cháu cũng bảo là đấy cũng là bà ngoại nhưng mà không phải các bác ạ, thì đấy chỉ là chị gái của bà ngoại thôi. Cháu con cũng chưa thấy bà ngoại có cháu bây giờ ấy, ngày hôm nay mới gặp mới biết các bác ạ. Thôi giờ trai gì con thôi mà. Hôm nay các cháu thăm bà ngoại, là bà ngoại đang đi bón phân. Các cháu ăn gì con tỏ mẹ. Cháu ăn gì chú chảy mà. Mẹ là lại kì bố kê. Nó vào lúc này. Vâng, cái bác sĩ này tôi sao lại mua à? Mua mua mẹ. Đi là đi ra búa sao? Lấy gì táo kè lắm. Đấy, nhà bà ngoại là cũng có nuôi 4 cháu nhỏ rồi. Đây, nghe cho tạ. Ba cậu trai lớn này, cao gần bằng nhau, một em bé bé này nữa. Nhà bà cũng có một bà cụ nữa. Cái gì nhỉ? Nhìn thấy nó chào xí rồi, nó chỉ là... Mày giống như nó chào, thầy cụ nó chào, thế rồi nó chào ra mấy cửa kia nó chào. ก็ตัวมันตาแล้วแม่เราก็ได้เจอไม่ใช่สองพันนะไม่สองก็หนูก็อ๋อเจมันตุนรอนาตุนารอเจร้อนหรอเนี่ยจัวยาลูกจัวโซยายาตายาตานะอาทิตย์สองหรออ๋อ
Bà ông bảo là mưa gió quá là bị tóc cái phần tấm úp nóc ấy. Nên là mỗi khi mưa là nhà bị dột các bác ạ. Nên nhà đã ẩm ướt rồi. Bà thấy con trai của bà đi đâu? Ờ, tụi mi tú một từ nè. Tụi ở trên đi nè. Tụi mi tú ở trên mua sổ, đã hư ra. Hư ra hả? Bà cũng bảo là con trai bà đang đi làm thuê rồi. Mà ơi, dù plau tụi mi nhu ở lò. Tụi mi đang đau chít tụi mi nhu ở lò. Tụi mi plau tụi mi nhu ở lò. Ít tụi 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 Bà ngoại các cháu bảo là có 4 đứa con, 2 đứa con trai và 2 con gái. Đấy. Mẹ của bà với chị em gái của mẹ của cái là đấy, ở gần nhau ở bên kia. Đấy, còn 2 đứa con trai của bà là ở bên này. Đấy, bà là trong 5 đứa cháu. Đấy, 4 cháu ở bên này, cả thêm một cháu nhà bên kia nữa. Mẹ chân chân nhìn nào, anh chân nhìn nhìn tỏa mà. Chân chân nhìn. Mẹ rõ mẹ. À chó nhìn. Có mẹ ở bộ bó tù, bà nhìn nửa mô gió từ nè. Bà nhìn á? Ừ. Ba tuổi này mùa mùa đã đầu tư chỉ bao thêm mùa đã ban nằng ba già lẩu chỉ bao. Bà ngoại của cháu bà cũng bảo là mẹ của cháu bà là đi xuống dưới kia làm ở Bắc Ninh hay Bắc Giang thì bà ngoại các cháu cũng không gió. Nơi đây từ mùa nào po? Tôi đã vào cái tim mùa. Đi theo một anh ở trên kia. Bà ngoại với làm nương với đang tranh thủ rửa mấy cái bát. Vui chắc quá. Gạo tùng nôn nga chỗ 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 chỗ. Mẹ cháu bà đi lâu lắm rồi, từ lúc mà cái cây ngô vừa mới trồng xong ấy, chưa vun là mẹ các cháu đi rồi. Mẹ hôm nay mưa ấy, và trên này nước chảy từ mái tôn xuống. Khá nhiều cái thân nước đầy. Bò, mà nên nhớ nhớ đeo từ hồ nè. Tên nhớ nhớ để nhàn tu và lò nà mới khách xa mẹ mẹ của khổ lúc chơi phải tìm được. À, bế chá khổ sư. Mà thầu tu khô nè. Thầm tu khô dạy bế bò hào và bò hào chốt hà bò hào. Bà cũng sống có thể là ở đây hay đi gùi nước ở tít dưới kia lên. Đấy. Còn mùa mưa thì cũng ở bên này cũng có một cái hùm nước các bác ạ. Trên này cũng rất là hiếm nước. Bà con là không hay rửa bát đâu. Mỗi lần rửa các bác xem nước. Thảo ơn này hôn tệ tôi ơn này. Ơn này tôi sẽ trông mùa. Ơn này tôi sẽ trông mùa. Ơn này tôi sẽ trông mùa.
nè. Thôi để tôi tự thôi, để tôi chỉ đồng. Nhưng mà ta mua nào có rồi. Ờ có làm giải đá. Nè nè. Nè 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 nè. Có chế bộ dù nhiều dùng vật thế này. Ôi là ôi dù thế này. Dù là dù nhiều này. Ủa tổng nhiều mà. Ủa tổng nhiều. Bà cũng chia sẻ là nhà bà cũng có nuôi hai con bò, hai con lợn. Mai, hôm nay đi sang nhà bà có vui không? Sang thăm bà thôi à? Ngày hôm nay đi thăm bà ấy thì Say có thích ở bên này không Say? Hả? Say thích ở bên này không? Thích ở đây là thích ở nhà? Thích ở nhà bà ngoại là thích ở bếp bà ở bên kia? Hả? Say? Say hôm nay chú hỏi là chưa thấy nói chuyện đâu nha. Bố mẹ. Ừ nè. Như bà đang lấy cơm cho các cháu ăn. Xong mà ra lúc này cho nên mình học cái vuốt vuốt tà rồi. Bà đang có luộc cái đậu, cái quả đỗ. Mẹ ơi, bố ra. Cá chút ra cá tớ nha bố kìa. Không phải đi à? Tớ ra chế nô này khó nô là chế thôi. Nhớ ở chế mà cháu mồ mà lửa tất cả gà tỏ nó rõ này thì mình phước can mà. Mẹ mày đâu cũng cháu ở xuôi. Mẹ mày anh đánh đánh là lê. Khó là ngồi trước rồi. Nếu khá lê. Nếu nồi là tỏ nó cho tỉ. Em đó là bà. Bà ngoại là sợ các cháu đói đi sang. Hôm nay các cháu sang là cũng chuẩn bị cơm cho các cháu ăn. Bà mời các bác ăn cơm ta. Mời bà nhé. Dô với Mai nữa, mời các bác ăn cơm đi. Phách tay vào. Dô, Mai. Cháu mời các bác ăn cơm. Mời bà ngoại nữa kìa. Cháu mời bà ngoại ăn cơm. Mời đi. Mấy em nhỏ này không ăn à? Ô bê tụi đi chín nọ lộ. Ô bê tụi đi chín nọ. Say mời các bạn ăn cơm đi Say. Say găng tay vào chứ. Găng tay vào. Đúng rồi, đây Say ăn cơm đi. Anh tưởng tạo mà mình có hả mẹ ba?
mà tôi chỉ kia rau đấy mà. Em bé là dạo này cũng tự biết xúc ăn rồi. Không ăn là bà. Hiểu. Mấy cháu này là không ăn này. Cơm này là cơm nguội thôi. Mấy cháu là ăn không quen. Đi làm gì? À. Bà đi đâu đấy bà? Hái quả đào à? Chín chưa bà? Chín rồi á? À? Như chú thấy là cũng còn xanh lắm, chưa chín đâu. Hóa ra mấy chị em hôm nay là sang để hái quả đào à? Chưa chín mấy đâu, còn cứng lắm. Đấy, cái quả đào là xanh này này. Cái cháu bảo là chín rồi. Cháu mấy hôm trước là mưa ấy, cũng bị tốc cái phần mái tấm lợp là bị bay mất rồi đấy. Nên là bây giờ mưa là bị rột xuống nhà. Mẹ,
xung quanh nhà bà ngoại các cháu thì cũng được trồng mấy cây đào, bây giờ cũng quả cũng sắp chín rồi. Đây trời có cây mận. Chú xem quả đào nè. Quả này đi. Đấy, bây giờ cũng gần chín rồi, chưa chín mấy đâu. Say không lên nó say. Thế chỉ tôi là hả? Thì tôi mới chán nữa, nhìn đến đó nữa. Kìa. Này này. Này. Nếu cái mũ mà. Nếu cái mũ lỏ. Nào, không cần nữa. Mua đi em. Đừng có trọ. Đừng có trọ. Bà là đang chia cho các em. Bỏ thật từ từ phát nè thế lò này. Từ phát nè. Từ phát nè thế. Ta ý ý là ý chữ ốc thì chặt thế này. Bà ông bà là. Ốc thì. Chắc mấy nữa thì mẹ các cháu cũng sẽ về. Ốc thì mà mình nghĩ thế lò. Thế bà hôm nay ở đây là đi về đấy. Đi về à? Nó thao.
他搞的搞的你别了爸妈妈你nhà bà là nuôi bò bên này. Các bác thân mến, ngày hôm nay thì cháu Quân vào chia sẻ cuộc sống của cháu chó bé. Thì ngày hôm nay các cháu là đi sang nhà bà ngoại các bác ạ. Ngày hôm nay đến nhà bà ngoại thì đấy, nhà bà ngoại chúng có một bà cụ này đấy, hai bà là nuôi thêm 5 cháu nhỏ nữa đấy, cuộc sống cũng rất là vất vả đấy. Bà cũng bảo là ở nhà bà cũng còn 5 cháu rồi đấy, nên là bà ngoại cũng không sang hộ các cháu làm việc hay là sang chăm các cháu được đấy. Bây giờ thì cháu Quân cũng xin phép kết thúc video tại đây thôi. Cảm ơn các bác đã theo dõi nội dung video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những nội dung video lần sau ạ.